Tối qua tại quảng trường mùng 7 tháng 5 thành phố Điện Biên Phủ, 20 thí sinh của cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 2023 đã bước vào vòng thi chung kết. Đây là hoạt động điểm nhấn và được mong chờ nhất tại lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 7. Dự và theo dõi đêm chung kết về phía đại biểu quốc tế có Ngài Jaime Francisco Rodriguez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7. Đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể các địa phương trong tỉnh và đông đảo người dân, du khách thập phương. Mở màn đêm chung kết, trong không gian sân khấu hiện đại rực rỡ sắc màu, các thí sinh đã biểu diễn bộ áo dài mang tên Điện Biên miền di sản của nhà thiết kế Trần Hiền với những thiết kế thể hiện đậm nét di sản lịch sử, văn hóa, du lịch đặc trưng và truyền thống của 19 dân tộc trong tỉnh. Tiếp đó, trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua hai nội dung thi gồm trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc với chủ đề sắc ban, trang phục áo tắm với chủ đề rực rỡ sắc xuân và trang phục dạ hội dáng em lụa là. Nội dung thứ hai là phần thi ứng xử dành cho 5 thí sinh xuất sắc nhất. Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Phương Uyên, số báo danh 19 đến từ đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Ban năm 2023. Các thí sinh Đỗ Hồng Hạnh, số báo danh 85 đến từ tỉnh Sơn La đạt giải Người đẹp thứ 2 và thí sinh Đỗ Diệu Phương, số báo danh 92 đến từ thành phố Điện Biên Phủ đạt giải Người đẹp thứ 3. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 11 giải phụ gồm Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất, Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất, Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp qua ảnh, Người đẹp tài năng.